chương 5870, hủy diệt thần quang. Đúng là hắc long hội lão tổ bản nguyên đại đạo thần thông. Ma lệ thầm kinh hãi, tại đây hắc sắc gió lốc lớn hàng lâm trong nháy mắt, hắn cảm giác được chung quanh hư không lập tức bị xé nứt mở từng đạo rất nhỏ lỗ hồng, bao gồm thân thể hắn, cũng bị xé rách từng đạo lỗ hồng, giống như một cái đen kịt cái miệng nhỏ nhắn lỗ thùng, cực đáng sợ kinh người. Cùng lúc đó, có lực lượng đáng sợ dọc theo những lỗ hồng nhanh chóng rót vào đến trong thân thể hắn, tại yên diệt trong thân thể hắn năng lượng tại bản tổ hủy diệt phong bạo dưới nhìn ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn hắc long hội lão tổ giọng điệu băng lãnh ánh mắt lạnh lùng vô hình gió lốc lớn bao phủ ma lệ như là hủy diệt đất trời yên diệt phong bạo liên tục tiêu trừ ma lệ trong cơ thể lực lượng dám tính toán hắn phải có bị chém giết giác ngộ suy 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 chỉ thấy ma lệ thân thể liên tục bị thẩm thấu trong cơ thể hắn đại đế chỉ lực liên tục hóa thành đáng sợ phòng ngự bao phủ bản thân có thể tại này hủy diệt phong bạo dưới, cũng là liên tục có thể bị ăn mòn ra lỗ thủng khổng lồ. Đáng hận, này Hắc Long hội lão tổ không có đầu óc sao? Làm sao liền nói không nghe đây? Ma lệ trong lòng tức giận, trong cơ thể lực lượng bản nguyên dũng động, mặt bên ngăn cản Hắc Long hội lão tổ thi triển khủng bố hủy diệt phong bạo, mặt bên tu phục tổn hại thân thể. Tại đại lượng sinh mệnh chi lực chữa trị một chút, ma lệ trên thân liên tục sinh ra từng cái hắc động lỗ thủng, có thể chốc lát những hắc động lỗ thủng lại chậm rãi tu bổ lại. Giữa hai cái lại là đạt đến một cái vi diệu cân bằng. H4, tiểu tử này, dĩ nhiên ngăn trở ta hủy diệt phong bạo, mà không có bị nháy mắt mặt sát. Đây là cái gì phòng ngự? Hắc Long hội lão tổ Ngưng Thần nhìn Ma Lệ, thầm kinh hãi. Hắn hủy diệt phong bạo, chính là thần đế cấp lực lượng bình thường đỉnh phong đại đế căn bản không có ngăn cản, một khi nhiễm phải, liền biết bị nháy mắt ăn mòn, lan ra toàn thân, như lây truyền một dạng, mấy nháy mắt thì có khả năng là một cái đỉnh phong đại đế cho triệt để ăn mòn thành hư vô. Nhưng bây giờ, ma lệ chẳng những không có tại mấy nháy mắt thời gian liền ngã xuống, hơn nữa còn ngăn cản. Người này thân xác quỷ dị, khó trách dám thiết kế ta. Hắc Long hội lão tổ ánh mắt băng lãnh, mà một màn cũng để cho chung quanh chú ý nơi này cường giả, từng cái thầm kinh hãi. Người này dĩ nhiên ngăn cản Hắc Long hội lão tổ công kích. Đây là cái gì thủ đoạn ọn, mọi người thán phục trong, ma lệ nhưng cũng không dám có chút dừng lại thân hình nháy mắt hóa thành vô hình hắc ảnh, trong nháy mắt lướt về phía nơi xa chân trời. Đi, ma lệ thân hình mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện rất xa chân trời, giống như thuấn di một dạng. Hắn lại trực tiếp trốn, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng một cái thần đế giao phong, thần đế thân xác cũng đã vượt xa khỏi đại đế cảnh, bất kê là đối đại đạo cảm ngộ, đối lực lượng vận dụng, đều xa xa ngự chỉ tại trên ta. Ma lệ rất rõ ràng bản thân thực lực, tại không thi triển thâm nguyên chi lực dưới tình huống, coi như là muốn đả thương thần đế cũng rất khó, mà ở nhiều như vậy cường giả chú ý dưới tình huống, hắn thâm nguyên chi lực căn bản không có thể đi bại lộ. Sở dĩ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hả, muốn đi, hắc long hội lão tổ khóe miệng vẽ lên cười nhạt, tại cảm giác đến ma lệ cường đại phòng ngựa sau, trong lòng bộc phát cảnh giác, như vậy thiên kiêu cường giả, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Một khi chờ hắn đột phá, cùng ung quốc quốc chủ liên thủ, tương lai bản thân sợ là muốn lại lần nữa đoạt lại hắc long hội chỗ cương vực cũng sẽ biến phải cực khó khăn. Người này phải chết, hủy diệt thần quang, âm, hắc long hội lão tổ nhắm ngay phía trước ma lệ, bỗng nhiên há mồm ra, hắn to lớn miệng to như chậu máu trong, một cái đen kịt hắc động hiện lên, trong hắc động, một đạo vô hình đen kịt quang mang chấp diệt, phốc một chút nổ bắn ra ra, nháy mắt xuyên thấu hướng phi đến nơi xa ma lệ. Hủy diệt thần quang, hắc long hội lão tổ sát chiêu, một luồng bản mạng thật thần quang ngưng luyện đi ra đại đạo quang huy, có thể trọng thương đồng cấp cường giả thi triển chiêu này, nghe nói cần thôi động thần đế bản nguyên trong ngưng luyện ra tới bản tính, đối phó một cái đại đế, Hắc Long hội lão tổ dĩ nhiên thi triển ra một chiêu này. Hắc Long hội lão tổ mặc dù chỉ là nam vũ trụ hải cự đầu, tại toàn bộ vũ trụ hải danh tiếng cũng không tính quá hiển, nhưng tốt xấu gì là thần đế cấp cường giả, khác một ít tình báo tuyệt chiêu, tự nhiên tại vũ trụ hải các đại thế lực trong có truyền lưu, lúc này thấy Hắc Long hội lão tổ thi triển ra tuyệt chiêu, mọi người thần sắc đều là đại kinh. Hủy diệt thần quang uy lực mạnh, Thanh danh tại ngoại, làm này một vệt thần quang lướt về phía ma lệ thời điểm, ma lệ trong đầu nháy mắt hiện lên một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Không được, trong lòng kinh hoàng, ánh mắt nhanh ác, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt thiêu đốt. Âm, sau một khắc, thân hình hắn mơ hồ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bạo lướt hướng vô tận thâm thúy vạn thần chỉ khư đất. Nhưng còn không chờ hắn kịp xông vào đất, phốc một tiếng, hắc long hội lão tổ hủy diệt thần quang trực tiếp đánh vào ma lệ trên lồng ngực, nháy mắt trúng chiêu. A. À, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, ma lệ chỉ cảm giác mình lồng ngực truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, khủng bố hủy diệt chi lực nháy mắt xung nhập thân thể hắn, đưa hắn bên ngoài thân rất nhiều da thịt huyết nhục bộ phận tất cả đều điên cuồng hủy diệt, cấu thành đại đế thân thể quy tắc đại đạo chi lực đang nhanh chóng bị yên diệt. Phốc, dưới con mắt mọi người, ma lệ giữa tiếng kêu gào thê thảm, lồng ngực nháy mắt bị xuyên thủng đi ra một cái động lớn, đồng thời từng đạo đáng sợ lực lượng hủy diệt dọc theo động lớn điên cuồng bao phủ hướng hắn toàn thân, chỗ đi qua, quy tắc đại đạo ngưng luyện thân xác nhanh chóng yên diệt. Ầm, um, ma lệ thân thể trọng trọng giáng xuống, là phía dưới vạn thần chỉ khư đại địa nháy mắt đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, hắn bên thân ở trên khí tức nhanh chóng yên diệt, đã không còn nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Hư, liền chút thực lực ấy, cũng dám theo ta gọi nhịp. Hắc Long hội lão tổ nhìn bình tĩnh trở lại thiên địa, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, nhìn về phía mặt đất động lớn cùng trong huyệt động thân thể, ánh mắt kia giống như nhìn một người chết. Chịu hắn một kích, đừng nói là đại đế, coi như là thần đế cường giả, cũng đủ uống một bầu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa xem chừng cường giả khác các cũng đều không một tiếng động, khẽ lắc đầu. Thần đế diệt sát đại đế, quá đơn giản mặc ngươi thực lực thông thiên, thiên phú kinh người, cũng đánh không lại thần đế một cái đầu ngón tay. Để bản tổ nhìn một chút, người cuối cùng cái gì lai lịch. hắc long hội lão tổ đại thủ xét giò, chụp vào phía dưới lỗ thủng khổng lồ, một tiếng vang ầm ầm trong vòng ngàn dặm bên trong đại địa trực tiếp bị hắc long hội lão tổ lăng không vồ bắt lên cứng rắn đại địa toái thạch rơi xuống lộ ra trong ma lệ thân thể không đợi hắc long hội lão tổ dùng sức đưa hắn thi thể mang tới phốc một tiếng ma lệ thi thể dĩ nhiên tại dưới con mắt mọi người trực tiếp yên diệt ra hóa thành vô hình đại đạo khí tức tiêu tán thân thể yên diệt mọi người sững sờ não hải hiện lên nghỉ hoặc một cái đỉnh cấp đại đê thân thể như thế mỏng manh hắc long hội lão tổ thoạt nhìn thủ chảo cũng không dùng lực à Hả, đang lúc mọi người nghỉ hoặc kinh hãi lúc, hắc long hội lão tổ đồng tử cũng là co rụt lại. Phân thân, này thân thể dĩ nhiên không phải bản thể. hắc long hội lão tổ vẻ mặt nháy mắt biến phải vô cùng khó coi, trước hắn còn không có lưu ý, lúc này phút chốc thấy rõ ràng, lúc trước yên diệt, cũng không phải là ma lệ chân thân, mà là một cái năng lượng giả thân. hắc long hội lão tổ vội vàng nhìn về phía bị bắt khai địa mặt, chỉ thấy phía dưới, mơ hồ có một cái hư vô thông đạo, thông hướng vô tận vạn thần chỉ khư đất chỗ sâu, rất hiển nhiên đối phương thừa dịp trước đó trọng thương thời điểm, thì triển ra giả thân, mà chân thân lại là dọc theo này dưới đất thông đạo, cũng đã chạy trốn. đáng hận, Hắc Long Hội lão tổ hồn hển, hắn đường đường thần đế, lại bị một cái đại đế cho xuyên. cho bản tổ lăn ra đây, Hắc Long Hội lão tổ gào thét, hắn móng vuốt trượt lộ ra, hóa thành thiên địa một dạng, chừng ngàn vạn cây số phương viên, hướng về phía phía dưới mặt đất chính là hung hăng nghiền ép xuống. ầm, um, vạn thần chi khư mặt đất chấn động hắn năm cái lợi chảo nháy mắt xuyên thấu gần trăm vạn cây số sâu vạn thần chi khư đại địa, tầng tầng lực lượng giống như ức vạn ngôi sao đụng đất, vọt thẳng hướng đất chỗ sâu. Cổ lực lượng này, đất chỗ sâu, ma lệ thân hình nhanh chóng bạo lướt, cảm nhận đến một cỗ khủng bố sức áp chế, sắc mặt nhanh ác, không để ý tới dung nhập đại địa, hướng sâu trong lòng đất chui tới, đầu cũng không dám quay lại. Ùm um ùm, lực lượng đáng sợ tầng tầng va chạm, như một tòa cuồn cuộn thế giới đụng vào vạn thần chỉ khư đại địa trên, bốn phương tám hướng bùn đất nham thạch nháy mắt bị đè ép yên diệt, khủng bố lực phá hoại là đất hư không đều xé rách ra từng đạo hư không ba văn. Phạm vi công kích thật đáng sợ, ma lệ rõ ràng cũng đã ẩn nhập rất sâu địa phương, nhưng mà hắc long hội lão tổ dưới một kích này, trên người hắn nháy mắt bị một cổ lực lượng đáng sợ va chạm, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, ma lệ gào thét, tiếp tục điên cuồng độn hành, hả, Hà, hắc long hội lão tổ một chảo dưới, mơ hồ cảm giác được đất phẳng phất có một trùng tử bị vỗ chúng có thể trùng tử lại vẫn tại hướng đất chui. Tự tìm cái chết, Hắc Long hội lão tổ mở ra lợi trảo, một lần nữa vỗ xuống. Ầm, um, lần này lực lượng càng sâu, có thể đem mặt đất sụp xuống hướng xuống chiều sâu so với ngay từ đầu suy yếu đến một phần 10, vẻn vẹn lần thứ hai sụp xuống 10 vạn cây số chiều sâu. Vạn thần chỉ khư đất, cực kiên cố, lần lượt đánh ra phía dưới lực phản chấn tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng lần này, Hắc Long hội lão tổ dĩ nhiên căn bản không có thể đi cảm nhận đến ma lệ tồn tại không thấy hắc long hội lão tổ sắc mặt khó coi vốn không muốn ẩn nhập đất hắn nhẫn nại không được lúc này nháy mắt chui vào trong đất rất nhiều toái thạch tung tóe hắc long hội lão tổ rất mau tới tới đất trăm vạn cây số chỗ sâu địa phương lại phát hiện trừ ma lệ phun ra một ngụm máu tươi ở ngoài cái gì cũng không có còn lại dĩ nhiên để cho hắn trốn hắc long hội lão tổ vẻ mặt nháy mắt vô cùng khó coi cho bản tổ lăn ra đây ùm um ùm um, đại địa trên vô tận sơn mạch nham thạch sôi trào hắc long hội lão tổ thân hình như ẩn như hiện liên tục gầm thét đồng thời điên cuồng tìm kiếm xung quanh tức giận vô cùng trên mặt đất nơi xa toàn bộ xem chừng một màn này các cường giả đều không khỏi ngây người dưới loại tình huống này lại vẫn để ma lệ trốn thoát lúc này vạn thần chi khư một chỗ khác thiên địa tần trần bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu ngưng mắt nhìn chỗ ấy làm sao có một cổ khí tức quen thuộc tần trần cao mày chương năm nghìn có nên hay không chạy đây tần trần hiếp mắt nhìn xa xa nơi xa cảm giác nơi xa một đạo lực lượng vô hình đến cùng ai tại sao ta lại cảm nhận đến một ít cảm giác quen thuộc tần trần cau mày đại nhân làm sao tạp bố lỗ dừng thân hình hơi nghi hoặc một chút nói không có cái gì chỗ ấy dường như có người ở tiến hành đại chiến tần trần cau mày nói có người đại chiến tạp bố lỗ nghi hoặc quay đầu tại hắn trong tầm mắt nơi xa chân trời hoàn toàn yên tĩnh cũng không có nửa điểm ba động, giống như cái gì cũng không có à. Chỉ là ngươi xem không đến mà thôi." Tần Trần cười cười, "Để cho ta tới nhìn một chút, đến cùng chuyện gì vậy?" Vù vù, một đạo lực lượng vô hình bao phủ Tần Trần, trong sát na, Tần Trần cả người phảng phất tiến vào một loại đặc biệt không gian trong. Từng đạo mệnh vận chỉ lực tại quanh thân hắn chảy xuôi. Mà mệnh vận chi lực trong có hai cái sợi tơ, xa xa liên kết hướng nơi xa chân trời, giống như tạo thành một loại trong chỗ u minh vô hình liên hệ. Này mệnh vận nhân quả lực quả nhiên thần kỳ, tần trần thán phục, căn cứ từ mình trước đó theo mệnh vận đại đạo đồ trong tu luyện thành vận mệnh chỉ đạo, hắn nháy mắt liền cảm nhận đến nơi xa hai cổ khí tức thuộc tính. Trong một cổ, mang theo khí tức đáng sợ, rung động vận mệnh dây đàn, cuồn cuộn khí tức, tuyệt đối ngự trị tại đại đế trên, cùng hắn vừa mới tại Nam Nguyên thành diệt sát Hắc Long hội lão tổ phân thân khí tức cực tương tự. Đây là Hắc Long hội lão tổ, tần trần ánh mắt ngưng lại, chẳng trách mình sẽ cảm giác được một ít quen thuộc nhưng này một cổ khác khí tức, tần trần ngưng thần nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, này một cổ khác mệnh vận khí tức hắn càng quen thuộc, cùng hắn mệnh vận chỉ lực lại có một loại đặc biệt xích mích. Cùng ta có mệnh vận xích mích lực lượng, tần trần ngẩn ra, lúc đầu hắn đến vô ý thức cho là, cùng hắc long hội lão tổ giao thủ, có khả năng sẽ là ung quốc quốc chủ. Nhưng theo này mệnh vận chi khí nhìn lên, rất hiển nhiên không thể nào là ung quốc quốc chủ. Như vậy là ai? Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đạo này mệnh vận chỉ lực, trong chỗ minh, một cổ làm người sợ hãi khí thức tà ác mơ hồ truyền lại, mặc dù là tần trần, cũng là có một loại không hiểu kinh hãi. Cổ lực lượng này chẳng lẽ là ma lệ, tần trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này làm sao cũng chạy này vạn thần chỉ khư tới. Cùng ma lệ đánh nhiều năm như vậy giao tế, ma lệ khí tức, coi như là hóa thành cho tần trần đều biết, có thể đi ẩn chứa tà ác như thế cùng làm người sợ hãi lực lượng, trừ ma lệ, tần trần căn bản nghĩ không ra có thú hai khả năng. Bất quá, tiểu tử này làm sao cùng hắc long hội lão tổ làm lên tần trần mặt lộ vẻ nghi hoặc theo lý mà nói ma lệ cùng hắc long hội lão tổ không có cái gì mâu thuẫn a không đúng tần trần đột nhiên nghĩ đến thiên bắc phương trước đây cho mình nhìn bức họa mặt này ma lệ trước đây cướp sạch hắc long hội tổng bộ hạch tâm chi địa bảo vật không có vì vậy bị này hắc long hội lão tổ để mắt tới sao tần trần không nhịn được không nói gì này ma lệ lưng cũng cõng đủ bản thân thế nhưng cả kia hắc long hội lão tổ phân thân đều cho làm cũng không có thấy kia hắc long hội lão tổ đùa theo bản thân đánh ma lệ mới móc cái xào huyệt cư nhiên liền trực tiếp bị để mắt tới thật là đáng thương âm đang dò xét đến ma lệ cùng hắc long hội lão tổ thân phận sau tần trần trực tiếp từ nơi này vận mệnh trong hư không trở lại trong hiện thực tạp bố lỗ người ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại tần trần giọng nói rơi xuống thân hình thoát một cái lúc này hướng khí thức ba động chỗ nhanh chóng lao đi. Tiền bối, ngươi, tạp bố lỗ vội vàng mở miệng, còn chưa kịp nói cái gì, tần trần cũng đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Lúc này đi, tạp bố lỗ có chút ngẩn ra, tiền bối cũng quá tín nhiệm bản thân chứ. Có nên hay không chạy đây, nháy mắt, tạp bố lỗ nội tâm dối rắm hiện tại chạy, thế nhưng tốt nhất thoát thân cơ hội, tinh thú không bao giờ làm nô, ai nguyện ý ngoan ngoãn làm thú cưỡi A. À. Tạp bố lỗ ánh mắt lóe ra. Lúc này, ở cách nơi đây rất xa một chỗ khác thiên địa, ung um ùm um, Hắc Long hội lão tổ biến thành Hắc Long trên mặt đất biên cuồng đi xuyên, nhanh chóng truy tung ma lệ tung tích. "Đáng hận tiểu tử, chờ bản tổ truy tung đến ngươi, phải muốn đưa." "Ngươi băm thây vạn đoạn không thể." Hắc Long hội lão tổ gào thét liên tiếp, sát khí ngút trời. Hắn men theo ma lệ trên thân đạo kia khí tức, nhanh chóng truy tung qua đến. Lúc này, tại Hắc Long hội lão tổ bên cạnh một mảnh thiên địa khác. Ầm um, một đạo nhếch nhác thân ảnh từ mặt đất lao ra. Khái khái, một ngụm máu đen phun ra, ma lệ sắc mặt tái nhợt, ngực có một cái động lớn, thần sắc vô cùng dữ tợn. Này hắc long hội lão tổ có bệnh sao? Vẫn còn ở truy tung bản thân. Ma lệ quay đầu, một tia cảm giác nguy cơ anh nhiễu trong lòng làm cho hắn tê cả ra đầu, cả người có mạc danh sợ run cảm giác. Rất hiển nhiên, này hắc long hội lão tổ cũng không hề từ bỏ truy tung bản thân, một mực theo sát. Nữa như thế đi xuống, ta sớm muộn cũng sẽ bị kia ra hỏa đuổi theo, đến lúc đó, thâm nguyên chi lực nhất định sẽ bại lộ. Ma lệ sắc mặt nhanh ác, hắn thời điểm nào ăn đủ như vậy khổ, bị người nhiện theo cầu đồng dạng, nếu không phải là thâm nguyên chi lực không cách nào bại lộ, hắn đã xóm cùng hắc long hội lão tổ làm lên. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, nếu như hắn dám bại lộ thâm nguyên chi lực, như vậy hắn sẽ trở thành vạn thần chi khư toàn bộ vũ trụ hải cường giả công địch. Chính là một cái hắc long hội lão tổ hắn tự nhiên không sợ, cùng lắm liều mạng nhất chiết mà thôi, nhưng nếu là trở thành toàn bộ cường. Giả công địch, làm sao đây, liền ma lệ vẻ mặt nhanh ác, suy tư cách làm thời điểm. Ma lệ, tiểu tử ngươi làm sao hỗn đến nước này. Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, mang theo hài hước. Ai, thanh âm này quá gần, giống như liền bên tai, đem ma lệ nháy mắt hù dọa giật mình. Vội vàng quay đầu, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, huyền phù tại hắn cách đó không xa khóe miệng mỉm cười nhìn hắn chính là tần trần, tần ma đầu, thấy thân ảnh quen thuộc, ma lệ miệng há lớn, chẳng bao giờ cảm thấy lúc này tần trần lại là thân thiết như vậy, để cho hắn lại có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Ngươi, ngươi làm sao tại đây? Ma lệ kinh ngạc nói, còn chưa phải là nhìn ngươi bị người đuổi giết, sở dĩ đến nhìn một chút. Tần trần mỉm cười, thấy ma lệ còn muốn nói cái gì, hắn nháy mắt cắt đứt, được, đừng lãng phí thời gian. Xôn sao, tần trần tay phải nhấc một cái, một đạo vô hình mệnh vận chi lực nháy mắt hóa thành đáng sợ quang mạc, trong nháy mắt bao phủ lại ma lệ, đem hắn dọa cho giật mình. Đây là cái gì? Trên người ngươi phải có hắc long hội lão tổ có thể đi cảm nhận đến khí tức, ta dùng trước mệnh vận chi lực thay ngươi che đậy một chút, giảm bớt tiếp tục bị hắn cảm nhận đến. Tần trần mặt bên lợi dụng mệnh vận chi lực bao phủ lại ma lệ, vừa nói đi theo ta. Siêu, chốc lát tại đi trước dẫn đường lên, ma lệ lúc này theo sau, hai bóng người chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Tại ma lệ sau khi rời đi không bao lâu, ầm, hắc long hội lão tổ thân hình khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Hương, này sau màn đại hắc thủ khí tức biến mất sẽ. Hắc long hội lão tổ cảm giác xung quanh, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại hắn cảm nhận bên trong, dĩ nhiên mất đi ma lệ tung tích. Đối phương đến cùng làm thế nào đến, chương năm 1872, chia cho ta phân nửa. Hắc long hội lão tổ tỉ mỉ cảm nhận, lại phát hiện ma lệ khí tức thật là triệt để biến mất. Bản thân, dĩ nhiên để một cái đại đế tại chính mình mí mắt dưới cho trốn. Hắc Long hội lão tổ sắc mặt khó coi, gào thét không thôi. Ầm, um, khí tức đáng sợ bao phủ cửu thiên thập địa, ở trong thiên địa này điên cuồng tản mắt ra, yên diệt toàn bộ. Nơi xa, cảm nhận đến nơi này động tĩnh, tất cả mọi người là nghỉ hoặc. Xảy ra cái gì? Hắc Long hội lão tổ tại sao tức giận như vậy, chẳng lẽ? Đang lúc mọi người nghi hoặc trong, Hắc Long hội lão tổ ù ù thần niệm tại vùng thế giới này nháy mắt truyền ra đến. Ai có thể thay bản tổ tìm đến người này tung tích, bản tổ chắc chắn hậu báo. Một tiếng gầm, nháy mắt truyền vào ở đây vô số cường giả bên tai. Cái gì? Mọi người tại đây không khỏi thất kinh. Dĩ nhiên để tiểu tử này trốn thoát, đua gì thế? Đường Đường thần đế truy sát một tên đại đế cường giả, không những không có thể đem đối phương chém giết, ngược lại là để cho đối phương trốn thoát, như vậy tin tức truyền tới, để mọi người làm sao không sợ? người này cuối cùng cái gì lai lịch có thể tại hắc long hội lão tổ dưới sự đuổi giết chạy trốn từng đạo thần niệm như nhau giao lưu lại không người thật đi thay hắc long hội lão tổ truy cha ma lệ hạ lạc một cái có thể để cho hắc long hội lão tổ ăn đắng cường giả ai đám đi qua tự tìm mất mặt đại đế cấp các cường giả căn bản không dám tùy tiện đắc tội ma lệ còn như thần đế cấp các cường giả liền càng không cần phải nói hắc long hội lão tổ còn không có mặt mũi kia có ý nghĩa bọn họ tự thân xuất thủ thay hắn tìm kiếm một cái đại đế Hô, trong sát na, rất nhiều thần niệm ào ào tiêu tán, tránh lui ra, không còn quan tâm nơi này. Cùng lúc đó, một cái có thể ở thần đế trong tay cường giả thoát khỏi đại đế truyền thuyết, cũng ở đây trong mọi người, nháy mắt truyền bá ra. Tại mọi người chung quanh tan đi sau, ung um ung, um, nhất đạo khổng lồ tinh không cử thú nháy mắt xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường, thấy cả vùng đất xuất hiện to lớn hố sâu sau sắc mặt không khỏi nhất biến. Không tốt nơi này kết thúc chiến đấu, đại nhân hắn chẳng lẽ... Siêu! hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt ngăn lại một cái hậu kỳ đại đế. Vị huynh đài này, này tinh không cử thú vội vàng mở miệng, người nào, hậu kỳ đại đế dọa cho giật mình, đồng tử co rụt lại, lập tức phát ra vũ khí, ánh mắt băng lãnh nhìn ngăn lại bản thân thân ảnh, khi nhìn đến đối phương khuôn mặt sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Khoa mạc đa thú, đây chính là vũ trụ hải trong đại tộc A, các hạ có chuyện, này hậu kỳ đại đế, giọng điệu hòa hoãn một ít, lại vẫn là không dám sơ suất, sơ cao vũ khí, khẩn trương nhìn phía trước khoa mạc đa thú. Đúng như vậy, lúc trước nơi đây nghe nói hắc Long hội lão tổ đang đuổi giết một tên đại đế, chẳng biết kết quả làm sao. Xin thỉnh huynh đài vui lòng báo cho, tinh không cửa thú vô cùng khẩn trương, chính là một đường chạy tới tát la ra, nguyên lai là vì cái này. Này hậu kỳ đại đế thở phào, khoát tay, một cái thủy tỉnh cầu lập tức rơi vào tát la Gia trong tay, đây là trước đó hắc Long hội lão tổ cùng người nọ giao chiên tư liệu, ta sao chép không ít này một phần sẽ đưa cho. Nói xong, người này chuyển thân liền đi. Thần đế cường giả xuất thủ, cực ít ỏi, tự nhiên sẽ có không ít người ghi hiện trường. Tát la ra không để ý đến đối phương rời đi, vội vàng mở ra thủy tinh cầu quan sát. Này nhìn qua, hắn thần sắc không khỏi ngẩn ra, trong này cùng hắc long hội lão tổ giao thủ người, dĩ nhiên không phải tần trần. Không phải đại nhân, là tiểu tử kia, đồng thời đang nghe song phương nói chuyện sau, tát la ra càng là ngẩn ra. Lúc trước tại Nam Nguyên Thành, rõ ràng là đại nhân diệt sát hắc long hội lão tổ phân thân liên hợp ung quốc thiên bắc phương diệt hắc long hội kéo ra cương vực làm sao tại hắc long hội lão tổ trong miệng lại là biến thành người này chỗ làm kỳ quái nghi ngờ trong lòng bất quá tát la ra vẫn là lặng yên thở phào hoàn hảo đại nhân không có việc gì bất quá người này phải cùng đại nhân có chút quan hệ tát la ra mày nhăn lại nhớ tới trước đây thiên bắc phương mang đến trong hình ảnh hình ảnh chính là người này Khó trách trước đây đại nhân không muốn cho ung quốc người phát lệnh truy nã người này, lấy người này thể hiện ra thực lực, sợ là trừ thiên bắc vương cùng lác đác mấy người bên ngoài, còn lại cường giả tại trong tay người này, sợ là cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Trước hết nghĩ cách làm tìm đến người này, hay lè đi theo hắc long hội lắc tổ động tính, có lẽ thì có khả năng tìm đến đại nhân. Tát la ra lặng yên suy nghĩ, lúc này xuất ra một khối đưa tin lệnh bài, đưa tin lên. Hắn khoa mạc đa thú nhất tộc tại vạn thần siết khư trong bằng hiếu, vợ ơi có một ít. Ai, cũng không biết đại nhân ở này vạn thần chỉ khư làm sao, không có ta làm thú cưới, đại nhân hắn muốn chính mình đi, nhất định rất mệt mỏi đi. Tát la ra thở dài một tiếng, chuyển thân rời đi. Lúc này, vạn thần chỉ khư chỗ kia bí ẩn nham bích xó sinh. Tạp bố lỗ lén lút trốn ở chỗ này, trong tay hắn, chính cầm một khối truyền tin ngọc giản. Ta cầu cứu tin tức, cũng đã truyền đi, cũng không biết tỉ tỉ thời điểm nào mới có thể thu đến. Tạp bố lỗ vẻ mặt lo lắng cả một cái tộc quần nguyện ý bỏ giá thật lớn ôn cứu hắn, cũng chỉ có tỷ tỷ một người. Còn như hắn tại vạn thần chỉ khư biết bằng hiếu, hắn thậm chí cũng không dám chào hỏi, dù sao tần trần trước đó cường đại cũng đã đã cho hắn không ít chấn động. Nếu như nhiều thông, chi mấy cái, có hay không có thể đồng thời liên thủ đánh bại hắn. Tạp bố lô âm thầm suy tư, tích tích tích, đúng lúc này, tạp bố lỗ truyền tin ngọc giản nhanh chóng sáng lên. Hả, có tình báo, tạp bố lỗ kinh ngạc, loại này đại quy mô đưa tin, khẳng định là có đại tin tức mới sẽ sáng lên. Hắn lúc này cầm lên truyền tin ngọc giản, tiến hành kiểm tra. Này nhìn qua, không khỏi kinh thán không thôi. Nam vũ trụ hải thần đế hắc Long hội lão tổ tiên trước bỗng nhiên đối một đại đế cường giả động thủ, chiến đấu cực kịch liệt, hắc Long hội lão tổ thi triển các loại thủ đoạn, lại chưa từng có thể đem người nọ lưu lại. Tạp bố lỗ cảm nhận đến trong ngọc giản tin tức, không khỏi kinh thán không thôi. Đồng thời, tại đây truyền tin ngọc giản trong còn có hình ảnh truyền tới hắc long hội lão tổ tuyên bố bất kỳ người nào chỉ cần có thể tìm được người này tung tích đưa tin cùng hắn lại lấy được hắn hậu tạ tạp bố lỗ trợn to hai mắt một cái thần đế cường giả hậu tạ sẽ có bao nhiêu chỗ tốt chắc chắn không nhỏ đáng tiếc như vậy tồn tại ta sao dám trêu chọc tiền này ta là khẳng định không kiếm được tạp bố lỗ lắc đầu siêu siêu đúng lúc này nơi xa chân trời hai đạo lưu quang bỗng nhiên bay vút mà tới là vì tiền bối kia đến tạp bố lỗ trốn ở xó xỉnh, vội vàng run một cái, ngấm lại, cuối cùng vẫn cắn răng sông ra. Ở chân trời, tần trần mang theo ma lệ, nhanh chóng đi tới mảnh đất hoang này. Siêu, hai người vừa mới dừng lại, một đạo thân ảnh bắt đầu từ nơi xa nham thạch hậu phương lướt đi đến. Tiền bối, ngài trở về, tạp bố lỗ cười nịnh nói, ngươi không đi, tần trần cười như không cười nhìn hắn, tiền bối ngài nói giỡn, thuộc hạ nào dám đi a? À? Tạp bố lỗ vội vàng cười khô nói, có thể trở thành là tiền bối tỏa kỳ, là vãn bối hân hạnh. Tần Trần cười cười, ma lệ, đi thôi. Tần Trần cùng ma lệ lúc này lướt về phía tạp bố lỗ phía sau. Khi nhìn đến ma lệ bộ dáng sau, tạp bố lỗ cả người giật mình một cái, đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, cả người nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này, người này làm sao cùng trong hình ảnh tại hắc Long hội lão tổ trong tay thoát khỏi vị kia như vậy giống như. Không đúng, không giống là, liền là vị kia, tiền bối, vị này là, tạp bố lỗ cảm thụ được tần trần cùng ma lệ rơi ở trên người hắn sợ đến tứ chỉ như những da kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất không nên hỏi đừng hỏi tần trần nhàn nhạt nói hả ma lệ cũng là nhàn nhạt nhìn tạp bố lỗ một cái ẩm tạp bố lỗ chỉ cảm thấy trước mặt giống như xuất hiện vô tận cuồn cuộn hắc ám thiên địa cả người như rớt vào hầm băng cơ hồ không thể thở nổi lên đường đi tần trần nhàn nhạt thanh âm như từ phía trên bên chuyển đến tại tạp bố lỗ bên tai nổ vang đưa hắn nháy mắt giật mình tỉnh lại rõ tạp bố lỗ giật mình một cái cả người ướt đẫm tựa như theo trong nước vớt lên một dạng hoàn hảo bản thân lúc trước không có vở không biết tạp bố lỗ không dám khinh thường lúc này men theo tần trần chỉ dẫn hướng phía trước bay vút đi tần trần người bây giờ mang ta đi đâu ma lệ nhíu mày đi một chỗ địa phương tốt tần trần cười cười trong tay xuất hiện vô không thụ diệp căn cứ này vô không thụ diệp hắn mơ hồ cảm nhận đến phía trước chỗ kia có một loại không hiểu lực hấp dẫn. Hắn là vô không thần thụ chỗ, đúng, tân Trần chuyển thân, hướng về phía ma lệ đưa tay ra. Ma lệ sửng sốt, ý gì, còn giả ngu, tân chân nhàn nhạt nói, người ta hắc long hội tổng bộ hạch tâm chỉ địa lấy được bảo bối, có phải hay không hẳn là chia cho ta phân nửa. Ma lệ nháy mắt ngơ ngẩn, vẻ mặt tức khắc khó xem. Làm sao, người còn muốn độc chiếm, tân Trần nhìn hắn, nếu không có bản thiếu diệt hắc long hội lão tổ phân thân, ngươi cũng không có cơ hội đi vào Hắc Long Hội tổng bộ Hạch Tâm chỗ cướp đoạt chứ. Trong số những bảo vật này nên có ta một nửa. Ta liền biết người này tần ma đầu tìm ta không có chỗ tốt. Ma lệ vẻ mặt theo táo bón đồng dạng.